Kính chào quý vị và các bạn. Trong video ngày hôm nay, kênh Học của Thứ Online sẽ gửi tới các bạn một ván cờ gây chấn động là cờ tướng Trung Quốc đánh trong tay cờ tướng Bàn An Vĩnh Nghiệp Bôi 2023, khi bên đỏ đi tiên là danh thủ Miêu Lợi Minh có màn thị triển công phu rất hay, kích bại được ngôi sao số 1 trên bảng phong thần Trung Quốc. Ngoại tỷ lệ khách Vương Thiết kính mời các bạn cùng đón xem. Đây là ván cờ Miêu Lợi Minh anh cầm bên đỏ đi tiên.吃。 吃。 吃。 吃。
吃 吃 吃 吃 Tới hình cờ trên sau vấn cờ cho phóng xe qua điểm cao thì bên đen của Vương anh đã phải buông cờ xin thua trong bối cảnh thế công đến từ bên đỏ hơn quân là quá mạnh và không thể ngăn cản. Như vậy kênh học của Tướng Online vừa gửi tới các bạn ván đầu trên một ván cờ tuyệt hay đến từ danh thủ Miêu Lợi Minh khi kích bại được ngôi sao số 1 trên kỳ đàn. Kính chào và hẹn gặp lại các bạn.